thể tham gia cuộc thi Spotify. Các bạn được ban tổ chức sẽ cấp cho một username và một password. Các bạn sẽ đăng nhập vào hệ thống nha. Rồi các bạn login vào. Rồi khi các bạn vào hệ thống thì các bạn sẽ thấy là mình có các cái course để mình ôn tập. Thì trong phần này các bạn sẽ có hai phần ôn tập ở phía trên này. Chúng ta sẽ ôn tập ở đây. Và cái ở phía dưới chúng ta sẽ có một cái phần nữa ở hai cái mảng khác nhau ha. Đó, chúng ta sẽ ôn tập và sẽ làm dần dần những bài ở đây, những bài nào mà chúng ta đã làm thì nó sẽ mở khóa, và khi mà làm xong phần này thì mở khóa phần tiếp theo để chúng ta làm. Thì các bạn sẽ vào để mà ôn tập từng từng cái step nha. Thì trong phần này chúng ta có đến 30 bài, và lúc nãy là tôi đã làm thử được 8 bài. Rồi tí nữa chúng ta sẽ vào làm từng bài cụ thể.